vpgame.vn shop nick. Hôm nay anh em đến với channel của mình. Ở clip này thì mình sẽ làm về vị tướng giá tá nha anh em. Thì đối với giá tá là một vị tướng gọi là auto cầm anh em ạ. Trận đấu nào mà hở ra thì chắc chắn đó là phải chọn rồi. Ok, thì ở clip này thì mình sẽ mang đó là giá tá đi đường giữa nhá. Đối với giá tá thì có thể đi rừng nhưng mà thực sự thì đi đường giữa là tối ưu nhất đấy. Ôi, Van Hintem đi chặt cảnh giá tá. Ôi, gáy kính vậy. Mình là mình thích đó là những người gái đấy, ấn tượng đấy là với Van Hintem đi đấy. Hồi nửa xíu nữa không biết đó là Van Hintem chặt cánh hay là gì đó ấy, thì anh em cùng theo dõi nhá. Ở trận đấu này thì mình đối đầu với Mganga, một chất tướng đầu game thì rất chi là mạnh nha anh em, đặc biệt thì khả năng nó rất độc nên là sẽ cẩn thận ở giai đoạn đầu game một xíu. Giá ta chưa lên level 4 thì anh em cẩn thận một xíu ở giai đoạn đầu game thôi. Ok, thì bây giờ lại tiếp tục đó là farm tiếp thôi. Mình là mình ấn tượng với Van Hintem đi cái gái anh em ạ. Chặt cảnh giá tá này không biết có chặt được hay không thì anh em cùng theo dõi nhé. Thì ở trận đấu này thì tại bên mình có Batman đi rừng. Ok, thì nói chung bây giờ thời điểm hiện tại thì tém đích đang ép đó lắm quái tém mình một xíu, nhưng mà không vấn đề gì cả, con bùa của Batman thì vẫn ăn tròn vẹn, vậy là ok rồi. Thì bây giờ mình lại tiếp tục trở về farm tiếp thôi, cố gắng lên level 4 đi gánh cho nó hiệu quả hơn ấy. Thì pha này thì rừng tém mình lại hỗ trợ rồi, mình sẽ cấu nhử Mganga một xíu nhá. Đây đây, cho nó tiến lên một xíu đấy. Pha này bắt chắc chắn. Ôi, mình tưởng là pha đó Batman không sử dụng chiêu cuối kia, nhưng mà rất may thì sử dụng chiêu cuối và lên bảng điểm số đến từ vị trí của Mganga. Pha này thì ôi, thấy sai ngô khỉ này. Ôi, ngô khỉ combo vào Batman rồi. Pha này chặn đâu này không cho. Ôi thôi xong rồi, Batman mình không cứu được Batman rồi. Pha đó tưởng là ngô khỉ chạy IZ là nó quay trở lại chơi Batman luôn ấy. Ok, thì bây giờ mình về phạm nam lính này để lên level 4 nhá, level cần thiết để có thể đi gánh tốt nhất này. Chứ level 3 thì nó thực sự chưa hiệu quả và kém cỡ đồng nữa ấy. Đối với gia ta thì là một chất tướng cấm anh em ạ, một chất tướng gọi là auto cấm. Thì lý do vì sao mà nó auto cấm như vậy thì chắc có lẽ anh em cũng biết rồi, bởi sự sát thương của nó ấy, bởi độ khó chịu của nó anh em. Kể cả sát thủ mà gặp đó là gia ta, khi mà gia ta cất cánh được thì cũng rất chỉ là dễ ăn nhá. Thì bây giờ mình đảo gánh tiếp theo thôi để xem có hiệu quả hay không này. Nhưng mà pha này thì chắc có lẽ là không hiệu quả rồi, khi mà tém địch thì cũng lui đó là vào trong trụ rồi. Bây giờ mình lại trở về lén mình tiếp thôi. Hiện tại thì ghi đu ở đường ta thân tém bên mình thì đã lên bảng điểm số rồi. Pha này thì mình lên hỗ trợ tím này, nhận thấy là ngô khống. Ngô khống thì anh em thấy thì nó vừa phá bùa đỏ, pha này mình sẽ núp đấy để bắt ngô khống nhá. Núp đấy để bắt ngô khống chắc chắn thì nó sẽ di chuyển về phá những con quái và bùa xanh thôi. Đây đây, pha này bắt ngô khỉ này, chạy đâu bạn ơi. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm này, 5 tách rồi thì xin chia buồn với ngô khỉ này. Có mà chạy lên còn. Ok, vậy là ổn rồi anh em. Nói chung bây giờ thì ngô khỉ lên bảng điểm số thì Batman tem mình tận dụng khoảng thời gian đó. Ôi, thôi xong rồi, pha này liệu có chạy được hay không? Ôi, 5 điểm rồi thì hết chạy rồi. Ôi, Mganga tém địch núp quả trí thế. Ôi, Batman tém mình bị đông bắn nữa. Cuối cùng thì Batman sang cướp được con búa xanh, nhưng mà cuối cùng thì cũng lên bảng điểm số. Một phá gọi là trao đổi quả là lỗ luôn. Phá đó Mganga núp phạt trí quá, nó núp trên bùi trên này luôn ấy. Mình chủ quán của anh em ạ. Ok, xíu nữa thì sẽ cẩn thận hơn xíu nhá. Chất tưởng Mganga thì giai đoạn đầu game nó cũng mạnh ấy, rất độc, cực kỳ là thấm đấy, nên là cũng phải cẩn thận hơn nữa. Phá đó thì mình không có chiêu cuối nữa. Thì hiện tại bây giờ mình đang thấy là có một phá giáo tránh này. Phá này thì Á Thu đang đuổi, đó là ghi đu tem mình. Phá này mình sẽ lại bay chơi luôn nhá. Rồi, chắc chắn thì phá này Á Thu lên bảng điểm số rồi. Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu bạn ơi. 3 điểm này, 4 điểm này. Chỉ cần đó là 4 điểm hoặc là bay được rồi là phá đó thì anh em có thể tiền Á Thu lên bảng điểm số rồi. Còn mà khi mà nắm tạch thì chắc chắn lượng đám của anh em sẽ được phát huy tối đa nhá. Lùm ngay, ôi 3-1 rồi anh em ạ. Nói chung cho mình xanh xanh xỉu thì bay hơi bị đà luôn ấy. Đối với gia ta thì nó là một chất tướng cấm mà, nên là lượng sát thương của nó thì cực kỳ là dồi dào luôn. Ở trận đấu này mình chỉ sợ là ngô không tém địch thôi. Nó mà combo một phát có thể là mình bốc hơi không bay được ấy. Còn những chất tướng gây đám từ từ thì thoải mái nhá.
Trận đấu thì tem mình vẫn thua thiệt tem đích một xíu thôi, 5-8 dành cho hai bên. Trụ thì hiện tại thì vẫn chưa bên nào lấy được cả, vậy là cũng ổn rồi. Thì bây giờ mình lại tiếp tục đảo gánh một xíu thôi, pha này thì đảo gánh xuống đường rông một xíu này. Hiện tại thì tem đích tập trung rất chi là đông, ba người luôn pha này này, bay luôn anh em ơi. Chạy đâu bạn ơi, bắt mơ gắn gá trước, lúc này bắt mình đúng không? Này thì bắt mình, này thì bắt mình này, 5 điểm rồi này. Lượng sát thương thì cũng rất chi là lớn và kết thúc được nó mơ gắn gá tem đích, cầu đi khoảng nửa cây máu của xạ thủ tem đích, vậy là ngon rồi. Đối với Zata thì khi bay được mà đối phương nhiều thì sẽ bị chia đám nhá. Nên anh em cũng cẩn thận một xíu pha này, bắt được ngô khí hay không? Ôi pha này có chiêu cuối phạt thì ngon nha, nổ đám đến từ má chủ nhưng vẫn chỉ còn một xíu máu nữa ấy. Ôi ghi đu tem mình làm gì vậy, thôi thôi bạn ơi. Ok pha này thì mình lại có chiêu cuối rồi anh em, pha này chơi luôn này, bày luôn này, cất cánh luôn này. Ôi một vá đông băng đẹp nhưng không sao cả anh em ạ, dầu sao thì pha này mình vẫn cất cánh thoải mái. Ăn được màn quá thú này, tốc biến nhẹ nhàng thoát. Ôi thôi bóp rồi, ông nội gơ rắc bóp mình rồi. Ôi thôi xong rồi, cuối cùng thì màng đổi màng ấy, cuối cùng mà đấy màng chậm giữ anh em. Ôi gơ rắc bóp quá, mình đã chạy thoát một cách nhẹ nhàng rồi. Ờ gơ rắc kéo một phát chuẩn của anh em ạ, tài gơ rắc kéo chuẩn của ấy. Nhưng mà rất máy thì phá đỏ cũng quay trở lại ăn được mơ gắn gá tem đi cái chứ. Thực sự chơi gơ rắc với những phá đỏ thì oải ấm không biết làm gì nữa anh em ạ. Nói chung chắc có lẽ anh em gặp cũng nhiều trường hợp như vậy thôi đúng không nhé. Kiểu là đáng chạy được rồi tự nhiên đó là kéo tém địch lại sới luôn ấy. Ok thôi không vấn đề gì cả, bây giờ lại ra tiếp tục và chơi tiếp thôi. Nói chung ở trận đấu này thì hiện tại bây giờ thế trận thì cũng ổn ổn rồi, hai bên thì nói chung 50-50 thôi. Thì hiện tại đáng thấy sái của ngô khỉ khá là thấp máu nhé. Pha này bắt ngô khỉ này, bắt được ngô khỉ thì chờ, không bắt được ngô khỉ mình sẽ rinh rập lấy cái bùi này để bắt đường di chuyển của mơ ăn gá quá nhá. Bây giờ thì không bắt được ngô khỉ rồi, mình sẽ bắt mơ ăn gá này. Lúc này thì ăn được mình một màng thôi, bây giờ mình lấy lại tất cả những gì có thì. Ôi lại bị ống gơ rắc kéo rồi. Ờ gơ rắc có vẻ là gơ rắc hỗ trợ tém bàn đấy. Và đầu máy nó gơ rắc kéo được ăn được nó ấy, chứ kéo mất trật phạt đấy, kiểu là không ăn được nó, cuối cùng mình bay thì cũng không tới luôn, thì thôi xong luôn ấy. Ok chuẩn bị lại có chiêu cuối rồi. Riêng gia tá mà có chiêu cuối là chắc chắn rất chi là dễ có màng anh em ạ, đặc biệt là bay đơn mục tiêu đấy. Rồi pha này ổi mình định bay ấy nhưng mà nó đông bắn phạt thì thôi xong luôn. Thì bây giờ phám xong rồi thì mình định di chuyển lên đường rông, nhưng mà xạ thủ tém đích lên bảng điểm số rồi thì mình núp đấy để bắt điếu thuyền nhá. Gặp điếu thuyền thì anh em đánh thương một phát cho nó mất lớp giáp này. Rồi pha này bay này, 3 điểm này, 4 điểm này, 5 điểm này, 5 tách rồi thì xin chia buồn này, lùm được cái màng chấm dứt của điếu thuyền. Pha này thì gắt, ôi pha này thì kéo hay đấy. Pha này mình tốc biến bỏ chạy nhé, quay trở lại xả sát thương này. Còn bỏ chiêu 2, chiêu 1 thì cũng rất chưa thấm nha anh em. Thì khi anh em thả chiêu 2 như kiểu cái lốc gió ấy, thì khi mà anh em thả chiêu 1 chạm trúng đó chiêu 2 một phát thì sẽ bị nổ đám nhá. Thế là anh em combo cho hợp lý một xíu. Bây giờ thì đang thấy sai ngô khỉ này, pha này mỗi mình ngô khỉ là mình bay luôn ấy. Rồi pha này thì bay luôn này, chạy đâu bạn ơi. Này thì ngô khỉ này, chắc chắn thì lên bảng điểm số rồi, lại nắm tay tiếp này. Nói chung bay gia tá thời điểm hiện tại mình thấy bay cũng khá là dễ anh em. Mình thì nói chung chơi gia tá thuộc dạng cùng ga ấy, nhưng mà toàn bay được đó là 5 điểm kia. Rồi pha này ôi thôi xong rồi, bị đông băng thì thôi xong rồi, không có chiêu cuối nữa thì chịu rồi. Xạ thủ tém mình thì cũng lùi về luôn rồi. Nói về chiêu thức một xíu ấy, chiêu thức của gia tá một xíu thì chiêu thứ một định hướng thì giúp anh em gây sát thương thôi. Còn chiêu hai thì anh em đó là có cái gió lọc anh em có thể sử dụng được 2 lần đấy. Đặc biệt thì sự kết hợp giữa chiêu 2 và chiêu 1 thì giúp anh em nổ đám một cách tốt nhất đấy. Ví dụ anh em sử dụng chiêu 2 rồi anh em sử dụng chiêu 1 vạt làm sao mà hai cái chạm nhau ấy, thì khi đó lượng sát thương của anh em sẽ được tối ưu. Còn chiêu cuối thì anh em bay thôi, anh em chú ý thì bay được càng nhiều điểm thì càng tốt nhất, tốt nhất là 5 điểm thì lượng sát thương của anh em sẽ được tối ưu. Nói chung đơn giản là vậy thôi, nhưng mà để chơi được vị tướng này thì mình nghĩ cũng khá là khó ấy. Mình thì cũng chơi khá là ít bởi vì chất tướng cấm mà, nên là việc chơi để quá thao thì cũng chưa phải là nhiều. Pha này thì chắc chắn mơ gan ga lên bảng điểm số rồi, mình mà bay được thì thôi sống. À ba đây quả cầu băng sướng à, lên bảng điểm số này lùng ngáy đó là hai màng luôn anh em ạ. Không nhận được một điểm mà được luôn đó là hai điểm hạ gục và 3 điểm hạ gục luôn. Ôi thôi xong rồi, pha này bị ngộ khỉ combo rồi thì hết chạy rồi. Phá đổi double kill dành cho khi đú à, ngon.
Thì đối với giá tá thì tem đi có thể khắc chế bằng những đó là món đồ, ví dụ như quả cầu băng sướng chẳng hạn này anh em ạ. Ví dụ như trận đấu này thì em gắn gà tem đi lấy quả cầu băng sướng cực kỳ là sớm ấy, nên nó cũng có thể là khắc chế mình anh em. Sau cái món đồ là sách túi hôn giảm hồi máu thì mơ gắn gà tem đích đóng ngáy quả cầu băng sướng để có thể áo và lấy mình ấy. Nhưng mà thực tế thì để áo và lấy được băng quả cầu băng sướng đối với giá tá thì cũng không phải là điều gì đó là quá dễ ấy. Nên là cũng không đáng ngại cho lắm anh em ạ. Chỉ sợ tem đích đóng toàn là huấn chương trói kháng phép thôi. Thì bây giờ thì đang nhận thấy pha này bay luôn này, chạy đâu bạn ơi. Này thì ngô khí này. Lên bảng điểm số này và pha này mình tốc biến đó là bò chạy một xíu nhá, tránh trường hợp đó là tém địch, đó là gây đám và tiền mình lên bảng điểm số pha này chơi được đấy, chơi ngon đấy, chạy đâu bạn ơi. Lùng ngáy rồi, 2 điểm 2 gục này, khá là thơm này. Pha này mà có chiêu cuối là mình cất cánh luôn đấy, nhưng mà hiện tại thì đang còn nó 7 giấy 6 giấy nữa có chiêu cuối. Pha này mình sẽ cất cánh luôn nhá, nó đang còn không biết có quả cầu băng sướng ấy, nhưng mà với lượng đám đó thì chắc có lẽ là không sợ ấy. Cất cánh luôn này, chạy đâu bạn ơi. À, quả cầu băng sướng này, nhưng mà bị ghi đủ trưởng rồi, pha này bật luôn này, chạy đâu bạn ơi. Lên bảng điểm số này. Ôi, lại double kill dành cho Ghi Đu rồi. Ôi, trận đấu này hỗ trợ thế. Lúc này thì Ghi Đu cũng lùng được cái double kill. Lần này thì Ghi Đu cũng lùng được cái double kill. Rồi, pha này thì ngộ khỉ này. Ôi, ngộ khỉ mà bắt mình thì mình hết chạy đó. Ôi, thôi xong rồi. Pha này bay trật rồi. Mình không chạy nổi thôi. Pha này thì chắc có lẽ là mình sẽ rút lui nhẹ một xíu nhá, bởi vì chiêu cuối thì chắc có ấy. Đối với giá tác có chiêu cuối mới có thể tự tin được. Pha này có quả cầu băng sướng rồi này. Lùng ngáy màng của điêu thuyền tém địch này. Pha này dính đó là nhiều điểm độc của Merganga rồi nhá. Bật cái quả cầu băng sướng cho nó an toàn anh em ạ, tránh trường hợp đó là Merganga nó sốc đám nhá. Merganga mà khi mà nó tích được 5 điểm rồi rất chiêu cuối phá thì có thể sốc đám cực kỳ là dễ luôn ấy. Điêu thuyền tém bàn tức chết. Tức quá tức chứ lầy. Ok thì bây giờ thì tấn công lại thuộc về tém mình rồi. Bây giờ chơi thì chơi luôn này. Lấy được trù là ngon rồi. Thì về build đồ dành cho vị tướng giá tá thì sẽ lên như sau. Đầu tiên thì dây kiến cương để kháng hiệu ứng khống chế. Tiếp đến sẽ lên cho nó xuyên tâm lành, có khả năng là xuyên giáp này anh em ạ. Tiếp đến sẽ lên cho nó đó là món đồ giảm hồi máu, đó là sách trúi hôn. Tiếp đến sẽ lên cho nó cái vương miền để giúp gia tăng lượng cống phép. Rồi tiếp đến sẽ lên cho nó quả cầu băng sướng. Và cuối cùng thì anh em có thể lên cho nó đó là cái sách thánh cũng được anh em. Ok, đó là build đồ mình sử dụng dành cho vị tướng giá tá ở trận đấu này. Thì bây giờ anh ta thân xế giá thì việc công trụ sẽ dễ dàng hơn nhá. Thì hiện tại thì đang thấy sái á thú. Ôi, tém địch tập trung 5 người đây luôn anh em ạ. Chắc có là một phá combat rầm rồ đấy. Mình sẽ lựa chọn góc bay một xíu nhá. Tém mình thì lên bảng điểm số 2 người rồi. Thôi pha này bay được bay luôn anh em. Vẫn đang còn quả cầu băng sương mà. Ok pha này. Ôi, hay ra tê tém mình bảo phí tiêu đẹp chưa. Ăn được 4 người của tém địch luôn. Lùng ngáy 5 người của tém địch luôn. Ôi, mega kill ơi kìa. Ngon. Ôi, một pha mega kill phải gọi là quá đẹp. Hai nguồn sát thương chính. Đó là vào 6 cung. Tém mình chịu đám hết rồi. Cấu chiêu thức của tém địch hết rồi. Hai nguồn sát thương chính vào 6 cung lùng ngáy mega cứu danh chó. Đó là sao thủ tém mình, quả là thơm luôn. Pha đó thì bảo phí tiêu đẹp cực kỳ luôn anh em ơi. Cuối cùng thì tém đi không ai đùng được vào đó là sao thủ tém mình và mình cả. Cuối cùng là một phá cực kỳ là ngon. Ôi, trận đấu này hỗ trợ hơn cả HP luôn anh em ơi. Hỗ trợ đến 16 mang luôn. Bởi vì pháp cuối thì đó là sao thủ tém mình bay được mà. Thì hiện tại thì chắc là vẫn chưa kết thúc được trận đấu ấy. Bởi vì hiện tại thì tém địch đó là ra rồi ấy. Nên là lấy được 2 đường lĩnh siêu cấp vậy là ngon rồi. Pha này bay luôn này, chạy đâu bạn ơi. Này thì gãy đúng không? Lúc này gãy đúng không? Gãy này thì gãy với chúng tôi này.
bẻ cánh giá tá này. Ờ, này thì bẻ cánh giá tá này. Mình chạt đó là gáy lên nhá bạn. Ok, gáy lên ván ơi. Không biết ván tem đích thì bây giờ đó là liệu có gáy nổi hay không ấy. Thì bây giờ lại có một pha giao tranh, lại bay luôn này. Pha này mà bay thì hủy diệt anh em ơi. Bay luôn này, một em lên bảng điểm số này. Này thì mơ gắn gá này. Quấn tử trả thù, gọi là 10 phút trước mùa này anh em ạ. Lên bảng điểm số lùm ngay double cứu này. Rồi pha này thì ngủ khỉ này, lùm ngay triple cứu rồi, không được rồi. Và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc ở đây rồi anh em ạ. Về ngọc dành cho gia ta thì anh em lên cho mình như 6 ngọc đỏ 9 phiến. Đó là cống phép và xuyên dọc phép, cộng 1 viên tỷ lệ chỉ mang. Ngọc tím thì 5 viên tốc đánh tốc chay, 5 viên cống phép và hụt máu phép. Còn ngọc xanh đó là tốc đánh và xuyên dọc phép. Và trận đấu kết thúc thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Nếu thấy hay đừng quên like, đăng ký kênh nha. Bye bye.